Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ bảy, ngày 26 tháng 2, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến thăm chúc mừng đội ngũ cán bộ y bác sĩ một số cơ sở y tế trên địa bàn. Bộ Y tế vừa cấp phép bán lẻ thuốc Monopiravir điều trị COVID-19 trên thị trường toàn quốc. Đây được xem là một tín hiệu tích cực đối với bệnh nhân mắc COVID-19, ghi nhận tại cả cửa hàng bán thuốc ở thành phố Huế. Từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Huế, số lượng trẻ đến lớp đang thấp. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022, sáng nay Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến thăm chúc mừng đội ngũ cán bộ y bác sĩ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phòng khám đa khoa Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức và Phòng khám Từ Thiện Kim Long. Tới thăm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận, biểu dương công lao và trân trọng cảm ơn sự tận tâm tận lực, những cống hiến hy sinh của đội ngũ thầy thuốc, y bác sĩ, cán bộ nhân viên ngành y tế cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, cho công tác phòng chống dịch COVID-19 nói riêng trong thời gian qua. Nhân ngày truyền thống của ngành, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm CDC, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã giao phó. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng cho biết, năm 2022, trong nước đang xuất hiện những biến thể mới phức tạp của COVID-19, khiến người dân chưa yên tâm. Vì vậy, nhiệm vụ của đơn vị là rất nặng nề. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cần tham mưu cho tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch, tiêm phòng, nhất là cho trẻ em, người chưa tiêm mũi 3, người già, người có nguy cơ cao, qua đó từng bước đẩy lùi dịch bệnh, ổn định phát triển kinh tế. Tới thăm phòng khám đa khoa Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức và phòng khám Từ Thiện Kim Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tri ân những đóng góp to lớn của những cơ sở y tế tôn giáo tham gia vào công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đồng thời mong muốn trong thời gian đến, các cơ sở tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần, lương y như từ mẫu, nỗ lực hơn nữa trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ khám và điều trị cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tối qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình liên hoan Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế làm theo lời Bác. Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng các thầy thuốc trẻ. Có 24 y bác sĩ, nhân viên y tế là những gương mặt thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tận tụy chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và tham gia phong trào tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng được tuyên dương trong lần này. Được biết, sau khi thành lập vào tháng 4 năm 2018, mạng lưới thầy thuốc trẻ tỉnh đã phát triển rộng khắp từ Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược đến các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố đều đã có tổ chức hội, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ gửi lời chúc mừng đến 24 gương mặt được tuyên dương lần này và đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân. Thời gian tới, ngành y tế Thừa Thiên Huế cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đã đề ra. Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng nay Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và tổng kết hoạt động năm 2021 để đánh giá lại công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế có quy mô 700 giường bệnh. Trong năm qua, đơn vị đã thực hiện tốt mục tiêu kép khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tổng số lần khám bệnh năm 2021 là 128.729 lượt và tổng số lượt điều trị ngoại trú hơn 822 lượt và nội trú 28.426 lượt. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 71%. Bệnh viện đã kiện toàn ban chỉ đạo và các đơn vị phòng chống dịch để đáp ứng nhanh với diễn biến dịch và tổ chức sàng lọc, phân luồng, cách ly, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm chéo, đảm bảo thường trực 24/24. Đơn vị xây dựng phương án đảm bảo công tác vận chuyển cấp cứu ca bệnh nghi ngờ 24/7 kịp thời và an toàn. Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 chất lượng và an toàn với tổng số 38.300 lượt người. Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đã tham gia những hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch cho các tỉnh phía Nam và các đơn vị khác trong tỉnh, cũng như đảm trách chuyên môn điều trị COVID-19 tại T2F0 trường cao đẳng nghề số 23. Dịp này, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đã khen thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Chiều qua, đoàn cán bộ tỉnh Thừa Thiên Huế do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đã có buổi hội đàm tại tỉnh Sê Công, Lào. Tham gia đoàn công tác có Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự buổi hội đàm về phía tỉnh Sê Công có Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sê Công, Khảm Tít Sĩ La Vong Xạ. Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể của mỗi tỉnh. Qua trao đổi, hai bên vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ và chính quyền của hai tỉnh, tình hình kinh tế xã hội của mỗi tỉnh đều phát triển khá, đời sống của nhân dân ngày càng tiếp tục được nâng cao. Tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế, Sê Công ngày càng được phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực như về kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, biên giới, giáo dục và đào tạo, y tế, thương mại, du lịch. Đặc biệt, trong tình hình dịch COVID-19 hết sức phức tạp, hai bên kịp thời hỗ trợ nhau vật tư y tế cùng các vật chất đảm bảo cho phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo các ngành chức năng, các lực lượng trên tuyến biên giới, tuần tra đường mòn lối mở, góp phần giữ vững an ninh trên tuyến biên giới. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng nhu yếu phẩm trị giá 550 triệu đồng hỗ trợ nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Sê Công, Lào. Chiều qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức gặp mặt doanh nghiệp hội viên Xuân Nhâm Dần năm 2022. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quế Vương, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Năm qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn do dịch bệnh phức tạp kéo dài, các tổ chức hội, câu lạc bộ thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, tham gia công tác phòng chống dịch, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phối hợp với các sở ngành triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo các nghị quyết số 42, 68 và quy định số 23 của Chính phủ, như thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 2.363 doanh nghiệp, hỗ trợ 43 tổ chức doanh nghiệp đổi mới, cải tiến công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ 40 hộ kinh doanh chuyển đổi lấy doanh nghiệp, hơn 1.000 doanh nghiệp thực hiện chữ ký số, hóa đơn điện tử, chi phí thuê kế toán, hỗ trợ hoàn thiện 800 hồ sơ miễn phí cho các doanh nghiệp đăng ký thay đổi và 364 doanh nghiệp thành lập mới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quế Vương ghi nhận và biểu dương vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nói chung và các doanh nghiệp nói riêng trong sự phát triển chung của tỉnh nhà, nhất là trong thời kỳ đại dịch. Năm 2021, các doanh nghiệp đóng góp cho ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung trong kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển, nhất là các giải pháp hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Sáng nay, Trường Đại học Nông Lâm Huế tổ chức lễ khai giảng năm học mới, trong đó hơn 1.000 tân sinh viên khóa 55 năm học 2021-2022 tham dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quế Vương. Cùng với nhiều trường đại học khác trong tỉnh, năm học qua, Trường Đại học Nông Lâm cũng gặp nhiều khó khăn trong tổ chức đào tạo do ảnh hưởng của dịch bệnh, đa số phải học bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, với sự linh hoạt thích ứng, nhà trường cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Năm học 2021-2022, nhà trường đón thêm hơn 1.000 tân sinh viên ở 7 khoa chuyên môn. Năm học này, Trường Đại học Nông Lâm tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, tăng cường hệ thống quản trị trường học, sử dụng có hiệu quả phương pháp quản lý qua hệ thống thông tin điện tử. Tiếp nối chương trình với những tin tức về phòng chống dịch bệnh, để thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố chấn chỉnh các đơn vị kinh doanh vận tải có cơ chế giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về khám sức khỏe cho người lái xe kinh doanh vận tải. Các Sở Giao thông Vận tải cần phối hợp y tế tại địa phương giám sát việc khám sức khỏe cho lái xe trên địa bàn, xây dựng kế hoạch kiểm tra ma túy định kỳ hàng năm, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải không khám sức khỏe hoặc có khám nhưng không đầy đủ nội dung quy định, đồng thời lựa chọn những cơ sở y tế uy tín để tổ chức khám sức khỏe cho lái xe, không để lái xe tự đi khám sức khỏe định kỳ và mang kết quả về, đồng thời theo dõi, quản lý và giám sát chặt chẽ hoạt động của lái xe trong suốt quá trình tham gia kinh doanh vận tải. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa cấp phép bản lẻ thuốc Monopiravir điều trị COVID-19 trên thị trường toàn quốc.
Đây được xem là một tín hiệu tích cực đối với bệnh nhân mắc COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho việc sử dụng, việc bán thuốc phải có sự chỉ định của bác sĩ, các cơ sở y tế điều trị, ghi nhận của phóng viên tại một số cơ sở bán thuốc trên địa bàn. Khi biết được thông tin trên thị trường đã có bán thuốc điều trị COVID-19, anh Trương Công Anh đã ngay lập tức đến quầy thuốc này để mua thuốc cho người thân đang điều trị COVID-19 tại nhà. Theo anh Anh, việc lưu hành thuốc điều trị F0 trên thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho những người bệnh nhân đang điều trị F0 tại nhà. Ra thì hàng cũng có phổ biến trên cộng đồng mạng, với là thật ra mình cũng có hỏi ý kiến của bác sĩ tư vấn, chứ không phải là mình tự đi mua được, tại vì cái này là thuộc thế là cũng có sự chỉ định của bác sĩ. Đi mua tiền hơn, tại vì thường ở cái cơ sở y tế thì rất là đông, với là hàng cấp phạt thì lâu, mình lại cần thiết cho người nhà của mình thì mình nên đi mua. Hiện tại, FPT Long Châu là đơn vị đầu tiên được cấp phép bán Monopiravir điều trị COVID-19. Thuốc này sẽ được bán trên 500 nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà và có chỉ định của bác sĩ, với mức giá 250.000 đồng một liều trình điều trị. F0 khi mua thuốc phải đáp ứng một trong các điều kiện như có giấy xác nhận điều trị tại nhà, chỉ định của bác sĩ hoặc có giấy test PCR dương tính với COVID-19 do bệnh viện cấp. Người nhà em là kiểu theo đơn bác sĩ tôi đến đây mua, là tự tin cái sức đề kháng với thêm cái bệnh của mình sẽ nhanh lành hơn. Sau mấy ngày mà triển khai thì hiện tại chúng tôi có căn cứ theo những cái đơn bác sĩ chỉ định thì chúng tôi sẽ cung cấp một cái liệu trình, thì người dân rất là hồ hởi, vấn đề là hiện tại đã có thuốc và họ khi họ sử dụng thuốc thì tác động tích cực tới là họ rất là vui mừng. Monopiravir là hoạt chất có tác dụng kháng virus, được xem là vũ khí quan trọng trong điều trị F0 tại nhà. Thuốc có tác dụng giảm tải lượng virus khi sử dụng ở giai đoạn đầu mắc bệnh, từ đó giảm nguy cơ trở nặng và tử vong. Monopiravir vừa rồi được Bộ Y tế cấp phép đã được lưu hành, thì tất cả những cái quầy thuốc có bán những cái thuốc đấy thì cái sử dụng thuốc thì tất cả đều phải có chỉ định của thầy thuốc, và cái hệ thống y tế chúng tôi đã kiểm soát rất là chặt chẽ các cái cây thuốc có bán những cái thuốc mà cần phải có chỉ định của người thầy thuốc để làm sao đảm bảo được sử dụng đúng chỉ định, đúng đơn thuốc và đem lại cái hiệu quả tối ưu nhất cho người bệnh một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất có thể. Số lượng ca nhiễm COVID-19 ngày càng gia tăng, tỉnh đã triển khai điều trị F0 có điều kiện tại nhà. Chính vì vậy, việc lưu hành và bán thuốc Monopiravir điều trị F0 được kỳ vọng là một chiều hướng tích cực trong điều trị bệnh. Mới đây, Cục Quản lý Dược đã cấp giấy phép lưu hành có điều kiện cho 3 loại thuốc chứa hoạt chất Monopiravir điều trị COVID-19 do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. 3 loại thuốc do 3 doanh nghiệp sản xuất bao gồm Monopiravir 400mg do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm Việt Nam sản xuất, thuộc Moravir 400mg của công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam và Movinavir của công ty cổ phần dược phẩm Mekofa. Sau đây là những khuyến cáo về lưu dùng cho từng loại cụ thể. Bộ Y tế chỉ định khi sử dụng 3 loại thuốc sản xuất trong nước có thành phần hoạt chất Monopiravir chỉ điều trị bệnh nhân COVID-19 từ mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành có xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và ít nhất có một yếu tố làm bệnh tiến triển nặng. Lưu dùng, theo đó, lưu khuyến cáo cho người bệnh trưởng thành là uống 800mg Monopiravir mỗi 12 giờ trong 5 ngày. Độ an toàn và hiệu quả của Monopiravir khi sử dụng trong khoảng thời gian dài hơn 5 ngày chưa được xác định. Nên uống Monopiravir sớm nhất có thể sau khi được chẩn đoán mắc COVID-19 và trong vòng 5 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng. Nếu quên một liều trong vòng 10 giờ so với thời điểm cần sử dụng thuốc, bệnh nhân nên uống ngay khi có thể và tiếp tục uống theo chế độ liều thông thường. Nếu quá 10 giờ, bệnh nhân không nên uống lại liều đã quên mà cần uống liều kế tiếp theo lịch trình. Không dùng gấp đôi liều để bù lại liều đã quên, Cục Quản lý Dược lưu ý. Không sử dụng Monopiravir quá 5 ngày liên tiếp. Không sử dụng Monopiravir để dự phòng trước hay sau phơi nhiễm. Không sử dụng để điều trị khởi đầu cho bệnh nhân cần nhập viện do COVID-19 do chưa ghi nhận lợi ích của Monopiravir khi khởi đầu sử dụng ở đối tượng này. Các bệnh nhân đã được sử dụng Monopiravir trước khi nhập viện có thể tiếp tục sử dụng thuốc cho đủ liều trình điều trị. Thưa quý vị và các bạn, từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Huế, số lượng trẻ đến lớp đang thấp. Nguyên nhân được đưa ra là do số lượng F0 trên địa bàn đang tăng cao, trong đó có không ít trường hợp F0 là giáo viên và học sinh. Cùng với đó, thời tiết sau kỳ nghỉ Tết trở lạnh cũng là nguyên nhân mà nhiều phụ huynh chưa cho con trẻ trở lại trường. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tại trường Mầm non Hương Lưu, thành phố Huế, tỷ lệ trẻ đi học chỉ đạt 25% sau tuần thứ 3 đón trẻ quay trở lại trường. Để tuyên truyền vận động phụ huynh, nhà trường đã thông báo đến phụ huynh qua group Zalo, Facebook của từng nhóm lớp. Tuy nhiên, phần lớn phụ huynh vẫn còn e ngại chưa bọn con trở lại trường. Thực tế ở trên địa bàn phường Vĩ Dạ thì đa số phụ huynh là người dân lao động tự do nên việc làm ít ổn định, nên kết hợp với thời tiết trở lạnh như thế này nên số trẻ đi học số lượng chưa cao, tỷ lệ trong 2 tuần vừa qua là khoảng 25%. Nhà trường cũng đã thực hiện là xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó là cũng thực hiện tổ kế công tác bán trú tại trường, thực hiện tổ kế vệ sinh an toàn thực phẩm, đồ dùng dụng cụ cũng như là vệ sinh trường lớp. Anh Lê Tiến Dương là phụ huynh có con đang trong độ tuổi mầm non cho biết, sau Tết dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn, trong khi trẻ mầm non ý thức vệ sinh hầu như chưa có, chưa thể tự bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, Huế đang trải qua một đợt rét đậm, điều này cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Vì vậy, thay vì cho con đến trường, anh chọn cho con ở nhà thêm một vài ngày nữa. Hiện tại trong gia đình tôi thì có bố mẹ là ông bà nội của cháu, thì hiện tại là tuổi cũng lớn đã nghỉ hưu nên là cũng có điều kiện khả năng để chăm sóc cháu trong quá trình vợ chồng tôi đi làm. Trong tình hình dịch bệnh thì tôi mong sao là tình hình dịch bệnh COVID-19 là còn sẽ thuyên giảm, lúc đó chúng tôi mới yên tâm để cho con tôi đi học lại. Sự e dè của phụ huynh là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại các trường, đa phần phụ huynh sẽ cho trẻ đi học tập trung vào đầu tháng 3 tới khi trường học mở cửa an toàn. Nhiều phụ huynh bày tỏ quan điểm về việc trẻ ở nhà quá lâu khiến cho trẻ không có cơ hội phát triển những kỹ năng cần thiết phù hợp với lứa tuổi. Vì vậy, thay vì cho trẻ ở nhà, thì việc phụ huynh phù hợp cùng nhà trường thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình trẻ đến trường sẽ là phương pháp hiệu quả nhất hiện nay. Đảm bảo an toàn thì tất cả mọi người phải vào cuộc thôi. Giống như là phụ huynh một phần, rồi giáo viên, rồi tất cả các ngành chức năng là phải kiểm soát thật chặt chẽ trong cái khâu là vệ sinh khi cho cháu tới trường. Nhất là cái kiểm soát được cái dịch bệnh, rồi là làm công tác vệ sinh hàng ngày rất là kỹ để cho các cháu là phụ huynh họ yên tâm. Thời gian thì ở nhà mà phòng chống dịch thì chị cảm thấy có một số vấn đề, đó là các cháu ở nhà thì không có ai giữ cả. Thời gian của các cháu là xem tivi, máy tính và điện thoại quá nhiều. Ăn uống thì không đúng giờ giấc, ăn ngủ không đúng giờ. Rồi là các cái hoạt động vui chơi, học tập của các cháu thì nó không được như ở trên lớp. Trường đón các cháu trở lại trường thì tâm lý phụ huynh của cá nhân và cũng rất nhiều phụ huynh cũng đang còn tâm lý cũng khá e ngại. Thì tuy nhiên là cái việc mà đưa các cháu quay trở lại trường là một việc cũng rất là cần thiết, bởi vì là một thời gian các cháu nghỉ đã quá dài, ảnh hưởng là vừa là việc học tập sinh hoạt của các cháu và cũng như là cái công việc của phụ huynh. Trẻ mầm non đi học trở lại trong lúc dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn đang làm cho không ít phụ huynh băn khoăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của ngành giáo dục đào tạo trong việc đảm bảo vệ sinh cũng như an toàn cho trẻ thì phụ huynh cũng cần có sự chọn lựa phù hợp. Chiều ngày 25 tháng 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc tổ chức khánh thành và bàn giao trường mầm non xã Lộc Vĩnh. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 33 năm ngày Hội Biên phòng Toàn dân. Công trình có tổng diện tích 120m2 với tổng mức đầu tư gần 900 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí do tấm lòng thiện nguyện nhà hảo tâm Huỳnh Thị Minh ở thành phố Hồ Chí Minh tài trợ thông qua sự kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân và nhà hảo tâm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. Công trình góp phần giúp các cháu có môi trường học tập tốt hơn. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phong tặng hơn 1.000 chiếc áo ấm và hơn 1.000 đôi dép cho các cháu mầm non thuộc các xã trên hai tuyến biên giới vùng đầm phá ven biển huyện Phú Lộc và miền núi huyện A Lưới. Mỗi chiếc áo ấm dành tặng cho các cháu là tấm lòng chia sẻ của các nhà hảo tâm và chiến sĩ Bộ đội Biên phòng giúp các cháu vượt qua giai đoạn mùa đông. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Xuân Phú, thành phố Huế phối hợp với Phòng khám đa khoa An Thịnh tổ chức các hoạt động ngày Chủ nhật vì cộng đồng. Tại lễ phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận và trao tặng vật phẩm tuyên truyền văn minh đô thị với 5.000 móc khóa và 5.000 tờ rơi đến với người dân, đồng thời trao tặng 20 phần quà hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng và tổ chức khám tư vấn miễn phí sức khỏe cho bà con nhân dân.
Sau lễ phát động, lực lượng các ban ngành đoàn thể phường Xuân Phú đã tham gia chương trình ngày Chủ nhật xanh, thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường trên các tuyến phố. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, ý thức bảo vệ môi trường của từng người dân. Khởi đầu cho chuỗi hoạt động thể thao của huyện Phú Vang trong năm 2022, chiều qua, ban tổ chức giải cờ vua cờ tướng huyện đã tiến hành trao giải cho các vận động viên có thành tích cao. Đây là bộ môn thi đấu chính thức tại Đại hội Thể dục Thể thao huyện Phú Vang lần thứ 7 năm 2022. Tham gia giải năm nay gồm có hơn 80 vận động viên, trong đó môn cờ vua có 39 vận động viên, đến từ các xã thị trấn, cơ quan, lực lượng vũ trang, các trường trung học phổ thông đóng trên địa bàn huyện. Các kỳ thủ tranh tài ở hai nội dung nam và nữ trong 7 ván đấu, thi đấu theo hệ thủy sĩ và áp dụng luật cờ vua cờ tướng của Liên đoàn cờ Việt Nam. Sau một ngày tranh tài, kết quả ở nội dung cờ vua, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho trường trung học phổ thông Hà Trung, giải nhì trường trung học phổ thông Vân Xuân, giải ba xã Phú Hải. Ở nội dung cờ tướng, giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Phú An, giải nhì xã Phú Hải, giải ba xã Phú Diên. Giải cờ vua cờ tướng huyện Phú Vang năm 2022 là môn thi đấu chính thức nằm trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao toàn huyện lần thứ 7 năm 2022. Thông qua giải thi đấu lần này nhằm góp phần tạo nên không khí vui tươi, đáp ứng nhu cầu giải trí tinh thần và sinh hoạt lành mạnh của cán bộ công nhân viên chức, người lao động và học sinh trên địa bàn. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.